mặt à? Thế là vinh dự quá nhỉ. À đang muốn có cái V1 gọi. Đường bên đấy đi xe hỗ trợ mà. Chuẩn không? Đây do đỏ đây, do đỏ đấy. Anh ngồi đây bảo là Lương Nguyên phải, anh trai Lương Nguyên phải hẹn. Rồi tất cả các nhạc sĩ, anh cứ nói là anh là nhạc sĩ ở Hà Nội. Xong anh bảo là cháu quen chú bao nhiêu năm ngày xưa rồi. Thế cả ông phải mẹ bắt tay hết. Anh quan trọng thì anh bảo là cháu trả thích cho đoàn nào. Ví dụ như cháu làm dựng thì cháu không thể trả thú. Nhưng mà vì cháu là cái người vô tư nên là cháu không quan trọng. Thế nhìn thấy mặt rồi thì ok, ngồi đầu tiên mà. Anh đang quay. Có ông chủ tịch rồi phó chủ tịch. Anh đang ngồi gần phó chủ tịch thành tỉnh nhé. VTV2. Đúng rồi đấy. Anh đang đi chơi tài nguyên mà. Nên